Rồi chào các bạn ha. Hiện tại mình đang đi ngoài đường đó, mình gặp một con cú mèo nè. Đó. Nè, mú này. Không biết con này con nhỏ hay con lớn các bạn. Thấy nó đây là đường công trình đang làm nè các bạn. Đó, mình đang đi tới thấy nó nè. Đây là đường cây cầu các bạn. Nó đi nó đang chặn đường mình nè. Mèo con các bạn, này cái mèo con nha, mới ra lông cánh á. Cái mèo con nha, bọn em cứu mèo con rất to luôn á. Bài đầu các bạn. Ok, để mình lắc nó cho các bạn xem. Chim của mèo con nha, mắt rất đỏ luôn á. Con này sang ban đêm rất hay nha. Nói chung mình bắt nó mình review cho các bạn xem thôi. Con này nó bị rất ổn. Con này nó mới ra lông các bạn. Nói chung review con của mèo con các bạn xem thôi, thấy mình thấy nó tên lộ nha. Đó, nó đang nằm tên lộ, nó cũng mấy nào để cho nó ăn chơi sống các bạn. Rồi mình xin phép dừng video đây ha, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye các bạn.